Thì chúng ta biết rằng tâm sở với tâm vương á, hai cái có mặt cùng lúc quý vị. Cũng như vua là lúc nào cũng phải có quan với quần thần, với lính á, không thể nào không có được. Cho nên chia ra như vậy để chúng ta dễ phân tích nó rồi dễ tu tập mà thôi. Chứ còn lúc nào là tâm vương và tâm sở đều có mặt chung cùng một lúc. Đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, đồng nương vật, có nghĩa là lòng nương với sáu căn, sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Tại vì cuộc sống của chúng ta là sự tiếp xúc giữa bản thân mình với những cái cảnh bên ngoài. Và con người thì gồm có thân và tâm. Có cả thân và tâm thì mới là một con người. Cho nên tâm biết cảnh thì các tâm sở cũng chạy theo luôn à. Giống như ông vua đi đâu là các tâm sở nó chạy theo đó vậy. Nó là như thế nhưng mà sự thật ra là cả nguyên cái nhóm nó đi một lượt. Ví dụ như tâm tham mà cái gốc tham nó còn có, nó gọi là chủng tử tham nó có. Thì khi mà khởi lên cái tâm tham rồi thì các cái tâm sở nào mà nó thuộc về tâm tham nó cũng kéo lên một lượt đi luôn. Nó hỗ trợ cho cái tâm tham. Để sự tham thì nó hiện khởi qua thân khẩu ý. Cho nên không có cái tâm sở nào mà không có bốn cái tính chất cùng với cái tâm như vậy, là đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng với các cái căn, là đồng nương vật, đồng nương sáu căn. Và do vì nó đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, đồng vật như vậy cho nên khó mà phân biệt được tâm và tâm sở. Chứ nói vậy chứ không phải là dễ phân biệt đâu. Ví dụ như á, nó hòa lẫn như thế này nè, nó hòa lẫn đến độ mà giống như cái ly cà phê. Ly cà phê là gồm có gì trong đó? Gồm có cái ly, phải có cái ly chứ không có cái ly sao khó sửa. Rồi phải là cà phê trong đó không? Phải không? Cà phê là gồm cái gì? Gồm nước chứ cà phê, không có nước sao thành cà phê được. Cà phê là cà phê không thôi. Cái ly cà phê có nghĩa là cái ly nước cà phê, phải không? Thì cái ly là cái thân, là cái căn. Còn nước là cái tâm. Nhưng mà cái ly đó thành ly cà phê, ly nước cam, ly chanh, ly trà, thì nó đều có nước trong đó. Mặc dầu nước không được đề cập, nhưng mà dầu cho bất cứ nói là nước chanh, nước cà phê, nước cam, nước ngọt gì, tất cả đều là có nước trong đó hết. Đó là tâm. Nước đó là tâm. Nhưng mà thường thường chúng ta nghĩ rằng cái cà phê á, mà ít ai nghĩ đến cái nước. Ly nước nhưng mà bỏ cà phê vô, cái tự nhiên cái ly nước nó thành là gọi là ly cà phê. Chứ không ai nói là ly nước cà phê. Ly cà phê có nước, không ai nói cái đó hết. Nhưng mà ta nói là ly cà phê. Cho ly cam đi, cho ly trà đi. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên á, mà nó lộ ra bên ngoài luôn, đi ăn cắp con trộm người ta đó, thì cái đó là tất cả đều là tâm sở nó làm hết á. Tâm lương vương là chỉ biết thôi. Tâm vương nó biết rằng, ví dụ như nhìn cái tách trà này đẹp, là con mắt, nhãn thức thuộc về tâm, tâm vương. Nhãn thức này nó vô nhân, tất nhiên là vốn nó không tham, không sân, không si gì cả. Mà nó cũng không phải là có tham, có sân, có si, mà cũng không phải là vô tham, vô sân, vô si. Nó là vô nhân. Nhưng mà tội lỗi là do mấy tâm sở này. Nhìn vô mắt, con mắt nhìn thấy cái ly nè, à đẹp, lạ dễ thương á. Rồi bắt đầu á, nếu mà cái tâm, cái gốc chủng tử nó có á, mà không có tu tập, kiếp trước không có tu tập thì kiếp này sanh ra nó, cái chủng tử tham nó cả đống một đống ở trong đó, là chưa có khởi thôi.
dường mắt nhìn thấy cái ly này, bắt đầu cái chủng tử tham nó nổi lên, thì bắt đầu cái tâm sở đó, nó cùng nổi theo. Tâm sở mà liên hệ với tham nó nổi theo lên hết. Thì nó gồm có sáu cái tâm biến hành, bảy cái tâm biến hành là xúc thọ tưởng tương nhất tâm mạng căn tắc ý cùng khởi, cộng với cái gì mà thuộc về si là cũng là biến hành của tâm thiện, tâm bất thiện, si vô tàm vô quý phóng dật cùng khởi luôn. Ham thì gồm có gì, ham gồm có tà kiến ngã mạn cùng khởi luôn, cộng chung bao nhiêu cái tâm sở đó cùng khởi một lúc. Dĩ nhiên cái tâm si đó, vô tàm vô quý phóng dật đó là có nghĩa là không có biết hổ thẹn, không biết ghê sợ tỏ lỗi, cho nên mới là đi ăn trộm ăn cắp, mới là đi lấy, mới là khởi lên ham muốn cái này về cho mình, thì mới tìm cách đem cái này về cho mình. Cho mình có nghĩa là không thấy nhân quả, làm những việc sai lầm để đưa cái này về cho mình là tà kiến. Mà nghĩ về mình đó là chấp ngã đó, là ngã mạn tôi, cho là cái tôi, thương yêu cái tôi cho cái tôi là thật, nên đưa cái này về cho mình, tìm bất cứ giá nào đưa cái này về cho mình. Thì tưởng là tâm thao là mình, chứ không phải mình. Đó là những tâm sở hoạt động. Cái tâm vốn nó là thanh tịnh. Chúng ta trở về cái tâm thanh tịnh với cái sự hiểu biết, thì cộng với trí, thì chúng ta khảo sát từ từ sẽ thấy. Rồi phải nhớ rằng là tâm với tâm sở là khởi lên cùng một lúc, chứ chẳng có gì trước gì sau cả. Ví dụ như nói xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tắc ý, xúc có trước để dễ nói thôi, chứ tất cả những cái tâm mà biến hành nó cùng khởi một lúc. Giống như mình học vậy đó, mình học ví dụ như 7 bài cũng phải học từ bài, chứ không lẽ học lần 7 bài, học từ bài thành nó 7, chứ không thể học lần 7 bài. Nhưng mà nói trước nói sau thì dễ nói mà thôi, dễ phân tích thôi, nhưng nó cùng khởi. Nhưng mà dĩ nhiên nó có sự tiếp xúc trước, xúc là tất cả cái gì nó cũng hiện ra hết, thiện hay bất thiện thì nó cùng hiện ra. Nhưng nó tạo cái chủng tử nó quan trọng lắm. Quý vị mà học, cố gắng học, giờ học dở nhưng mà cố gắng học nó cũng giỏi à. Nó rà trúng đại, nghĩa là mình giỏi liền tức khắc à. Cái là nuôi dưỡng cái chủng tử đó, kiếp này chưa có đắc đạo còn luân hồi sanh tử, kiếp sau sanh ra thông minh liền, thành thần đồng luôn, thì chủng tử học nó có sẵn rồi, nó nằm im đó. Khi thấy một cái gì đó rồi cái biết nó thấy. Nhưng mà giờ có trí, chủng tử trí nó có sẵn rồi, có học rồi, cho nên biết cái này nó vô thường, nó không phải của mình, thì không lấy. Và nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Thấy rõ được 3 cái tướng đó nên tham không khởi, sân không có khởi. Thấy gì cũng không ham, không muốn, muốn tu rồi. À, có nhiều em bé mới sanh ra 5-7 tuổi là đi tu rồi. Có vị nào đi tu từ nhỏ không? Có vị nào đi tu lúc 5 tuổi không? 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi. Ủa, chứ đi tu mấy tuổi? 11, 12, 13, 14, 15. Có hả? Có một không? 16, 17, 18. Rồi hết nhỏ rồi, 18 là trưởng thành. Trên 18 là đủ khôn tự chọn rồi. Còn tu mà dưới 18 tuổi là người có chủng tử á, tự nhiên thích tu à. Chưa bao giờ nghe được một bài pháp nào, phải không?
chưa có đi chùa bao giờ, nhỏ lớn ở trong nhà không, tự nhiên gặp chùa muốn tu. Chủng tử nó gieo sẵn, cha mẹ không cho cũng trốn, tự nhiên biết trốn đó chứ. Còn nhỏ đáng lẽ là cha mẹ dụ đủ thứ, dụ đồ chơi, đồ ăn, đồ uống, của cải vật chất, tiền bạc, đủ mọi thứ, không thích. Thích vô cạo đầu, mặc áo một màu, không cần thay đổi nhiều bộ, có một kiểu, không cần nhiều kiểu, thích vậy. Rồi không phải đi chơi hoài mà bị nhốt luôn ở trong một cái chùa luôn, không có lý do chính đáng không được ra, nó thích như vậy. Đó là chủng tử có sẵn rồi, chắc chắn là kiếp này không, quý vị không thành quả thì kiếp sau chắc chắn cũng thành, nuôi dưỡng chủng tử. Cho nên tâm á, sanh lên là do bốn nhân: nghiệp quá khứ, do nghiệp quá khứ mới tái sanh, chứ không có nghiệp quá khứ sao tái sanh được, chắc chắn là có rồi. Và do có cái thân nữa, thì do nghiệp cho nên sanh thân. Khi có thân á, thì cái tâm nó có luôn. Nếu mà có thân mà không có tâm thì không thành con người được, chết từ trong bụng mẹ rồi. Còn gì có tâm, có là thức á, nó tái sanh ở trong thai bào của mẹ, cho nên tâm có. Và cảnh, đối diện với cảnh, cho nên cái tâm phải có cảnh, không có tà cảnh tâm không có khởi. Cho nên tu á, chúng ta tu á, mặc dù chúng ta diệt tất cả những cái cảnh gọi là cảnh dục giới á, thì chúng ta sẽ tiếp xúc với cảnh sắc giới là thiền, rồi cảnh vô sắc giới là cũng là thiền vô sắc giới, rồi tất cả cảnh sắc giới và vô sắc giới đó là những cái cảnh của luân hồi sinh tử. Cho nên nó vượt lên cái vô sắc giới rồi là vượt lên luôn diệt thọ tưởng định, vượt lên một cái mức độ là đạo và quả, là niết bàn. Thì khi mà chứng quả niết bàn có nghĩa là cái cảnh của đó, cái cảnh của người giải thoát là niết bàn, tiếp xúc với được niết bàn. Lát nữa chúng ta sẽ học đến tới xúc, nghĩa là chạm được niết bàn. Không có xúc là không gặp niết bàn được. Mặc dù như là không gặp niết bàn, nhưng mà không phải niết bàn không có, tại chúng ta chưa tiếp xúc được. Thì tới một mức độ nào đó chạm tới niết bàn thì gọi là chứng quả. Nên cái tâm nó vốn là không có ô nhiễm, nhưng mà vì cấu quế từ bên ngoài vào, là cấu quế này là ám chỉ là những cái tâm sở bất thiện. Cái tâm vốn tốt, nhưng mà vì cái tâm sở bất thiện nó làm cho cái tâm nó trở nên xấu hay là tốt. Và gọi là tâm tu tập. Tâm tu có tu tập là cái tâm làm sao cho những cái tâm sở đều là những tâm thiện, thì là tâm có tu tập. Cho nên trong kinh điển Đức Phật thường hay nói, người có thân tu tập và có tâm tu tập, thì khi mà gặp cái những cái điều bất nghịch ý, khó chịu khởi lên, thì vị này sẽ không có giận, hờn, đấm ngực, kêu ca, đưa đến bất tỉnh, hay là đưa đến khổ đau gần như chết. Nếu có cái gì bất ngực ý mà người mà có tâm tu tập thì không, tâm rất là yên tĩnh. Cho nên thấy những cái gì mà bất ngực ý mà mình ứng xử liền á, là người đó tâm chưa có tu tập. Cho nên nhìn thấy tâm tu tập hay là không tu tập thì thấy rất là rõ. Gặp cái gì sai sai là phải làm cho ra lẽ, thì cái đó là tâm chưa có tu tập.
Vì tu là cần phải bỏ qua. Bỏ qua những cái gì cần được bỏ qua thì nên bỏ qua như là cỏ mới mọc. Cái gì mà nó nhỏ cho qua luôn, cái gì lớn làm cho nhỏ lại, cho nó hết đi thì càng tốt. Chứ không phải bươi móc lên cho nó ra lẻ. Ra lẻ như là xấu lắm. Cho nên có những cái con, những cái việc thấy nhỏ mà thành nó to, tại tại vì cái người ứng xử mà thôi. Cái người mà biết tu thì nó ứng xử nhẹ nhàng, thành cái gì cũng cho qua trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Còn những người mà tâm chưa có tu tập nhiều á thì chuyện không đáng mà thành đáng. Gần gũi với cái người có tu tập tâm á thì mình cảm thấy có chỗ nương, vì những cái lỗi của mình á được người ta tha thứ hết. Còn đối với người mà tâm tu tập yếu á, là ít tu tập, thì cái chuyện không đáng là nó thành ra làm cho phiền não nhiều hơn. Nên cũng tùy theo, tùy theo người nữa. Nên cái chuyện gì trên đời này á, chuyện gì mà nó xảy ra xung quanh mình, dầu nhỏ dầu lớn, thì sự thật đó nó cũng có cái gì mà đáng quan trọng cả. Đó là tùy theo cái sự ứng xử của từng người mà nó thành nhỏ thành lớn thôi. Cái chuyện gì cũng nên biết rằng nó là xuất phát từ những cái tâm sở xấu mà vì chưa có tu tập mà thôi. Cho nên Đức Phật từng nói rằng á, khi tu á, chúng ta phải khảo sát cái tâm để chi, để những cái tâm sở nào bất thiện loại bỏ đi, mà hãy làm bạn với thiện, đừng có làm bạn với bất thiện. Không phải là người bạn xấu hay là bạn tốt, mà là những mình nó là gần gũi cái tâm bất thiện của mình không, gọi là làm bạn. Bạn có nghĩa là gần gũi, chuyên sống là gần gũi với những cái tâm xấu không, tâm sở xấu mà nuôi dưỡng cho nó, không chịu nhìn thấy nó để bỏ nó ra, mà cứ sống với nó. Cho nên người nào mà nổi tiếng khó chịu là người đó luôn sống với tâm sân, nuôi dưỡng nó, nghĩ rằng mình đúng, mình giận đúng, mình la đúng, mình chửi đúng, mình đánh đúng, mình ghét đúng. Thì mấy cái đó không có nào đúng hết. Giận đúng chưa có bao giờ gọi là giận là đúng hết. Giận là tâm sân, là phiền não, mà làm sao đúng được. Nên chúng ta sẽ biết được cái sự hoạt động của từng tâm sở để nhận diện được nó, để biết rằng cái nào thiện, cái nào bất thiện. Giờ chúng ta vô cái tâm sở xúc. Giờ cái tâm sở đó, nó có là biến hành và biệt cảnh nha. Giờ chúng ta biến hành, biến có nghĩa là tâm sở xúc nó là thuộc về biến hành. Biến là khắp nơi, hành là đi, biến là đi khắp nơi, có nghĩa là có mặt cùng khắp. Cái tâm sở xúc này nó có mặt cùng khắp. Khi tâm mà tiếp xúc với cảnh đó, thì cái tâm sở xúc này sẽ khởi lên. Hay là có tiếp xúc thì cứ đương nhiên là xúc rồi. Cho nên tâm sở xúc thì quan trọng lắm. Làm sao chúng ta tiếp xúc được với những cái thiện, tiếp xúc được với Niết Bàn. Từ đây đến Niết Bàn, để mà chạm được Niết Bàn cũng là phải quá trình. Tại vì những cái chủng tử xấu nhiều quá, dây mơ rễ má nó chặt quá, cứng quá, chắc quá, không tháo gỡ nó. Thì có tâm, có cảnh và có vật. Nghĩa là có tâm, có cảnh, có căn. Đó là sự tiếp xúc của ba thứ. Thiếu một thứ là không gọi là tiếp xúc được. Cho nên phải có cái thức gọi là tâm á, thì mới là có sự tiếp xúc. Ví dụ hai vị ngồi gần nhau, sát nhau vậy, có phải là xúc không?
ngồi đụng vô tay cái gì giết, đụng qua đụng lại có phải là xúc không, phải không? Chưa chắc. Vô tình đụng mà nãy giờ mình đụng mà mình không thấy đụng, chứ mình nhớ trực là ủa sao nó khó chịu vậy, à mình đang đụng, thì cái đó mới là có sự tiếp xúc. Còn mình đụng mà mình không biết mình đụng thì cái thức nó chưa có nằm ở đó, đụng mà không để ý là nó đụng. Cho nên xúc phẩm khởi thì thọ tưởng tư nhất tâm mạng tăng cắt ý nó cũng chưa có khởi lên nữa. Cho nên cái vô tình, cái mà không có thức, không có để ý là nó cũng phải chưa là tiếp xúc được. Phải có thức nó mới được. Ví dụ như quý vị thấy, thấy cái bảng, nãy giờ nhìn mà không để ý cái bảng. Cái bảng này màu gì? Láng nó hỏi, trong cái lớp này có cái bảng, bảng màu gì biết không? Tôi không biết bảng màu gì. Bắt đầu nhìn thẳng vô mà họ ai hỏi lại cái bảng màu gì không biết. Không biết nó màu xanh hay màu đen quên, không để ý cho nên không có thấy. Không ý là không có thấy, mặc dầu nó đang đối diện với mình. Cho nên cái đó chưa gọi là thấy. Phải cần có cả ba thì mới thấy được. Thì nó mới tạo ra, mới là gọi là sự tiếp xúc. Cho nên Đức Phật mới nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi. Trong cuộc sống hiện hữu của chúng ta đó là sự tiếp xúc. Tất cả mọi thứ xảy ra là do sự tiếp xúc hết. Vui buồn mừng giận thương ghét muốn khổ vui hạnh phúc ưu phiền đều là do sự tiếp xúc hết. Không thể không tiếp xúc. Các căn của chân chúng ta luôn luôn là tiếp xúc với các cái trần chung quanh và luôn luôn cái thức nó hiện hữu. Khi nào tâm có tu tập á thì cái thức cũng hiện nhưng mà không có khổ. Còn tâm không có tu tập, thức nó hiện lên dính mắt tùm lum. Thấy là phải nói, thấy là phải phê bình. Thấy mặt bữa nay trắng hơn hôm qua cũng nói, cái mặt mà đen hơn hôm qua cũng nói, cái mặt mà nhắm mắt mà mở không ra cũng nói, cái mặt mình nổi chút mụn lên cũng nói. Tất nhiên là không nói không được, là luôn luôn là tiếp xúc. Đó là sự dính mắc. Sự dính mắc đó là sự dính mắc đúng sai phải quấy, làm cho những cái tâm niệm nhận thức mình nó chấp giữ đủ thứ. Cho nên nó phải là quán sát cái thiền đó là như vậy á. Nếu mà không thiền á là sự tiếp xúc này nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau vô cùng. Trong thiền á là khi mà ngồi thiền á, quán thân trên thân, tức là thở vào đặt tâm ở cửa mũi để quán sát hơi thở vào hơi thở ra. Cái này quan trọng lắm. Khi thở vào biết rằng đang thở vào, thở ra biết rằng đang thở ra. Chỉ có làm như đó thôi bảo đảm một năm chưa xong. Để chi? Để mà khi mà quán như vậy, giống như cái người đứng ở cửa chỉ thấy người, một người đi vào một người đi ra, người đi vào người đi ra vậy thôi. Chuyện rất là đơn giản, mà đâu phải đơn giản như vậy mà mình làm được đâu. Người đi vô mập, người đi vô ốm, người đi vô đẹp, người đi vô xấu, người đi vô lùn, người đi vô cao, người đi vô là nam, người đi vô là nữ, người đi vô là đối thủ, người đi ra là người mình thương. Nó đủ thứ á. Chứ đâu phải là đơn giản là mình chỉ biết người đi ra, người đi vô không đâu. Là nó dính vô trong đó rồi, nó dính vô trong cái vật đi vào đi ra đó rồi.
Cho nên nó thấy cái mặt người nào mà dính lò nghẹ đó là không bao giờ để yên. Vì trong lớp học không được nói chuyện cho nên im để nó giữ ở đó vậy. Khó chịu lắm. Ren tan học một cái rồi khiều một người gắn bên đó. Ê, nãy thấy cái mặt bà đó dính lò nghẹ không? Vậy đó là mới thỏa mãn không? Nó chịu không nổi. Là đụng gì dính nấy, đụng gì dính nấy. Thấy là dính, nghe là dính, ngửi là dính. Ngửi mùi thơm thì cũng giữ để đó. Ngửi mùi khó chịu cũng giữ để đó. Đến ráng là nói. Tìm ra nguyên nhân. Hiểu cho ra lẽ thì mới chịu, nhưng không chịu bỏ qua được. Cho nên là tâm mình luôn luôn là bị dính mắc là như vậy. Tâm mình luôn luôn bị dính mắc mà cũng khó mà gỡ ra được lắm. Không biết làm sao cho nó đừng dính mắc. Giờ tu và Đức Phật dạy cho chúng ta có những cái là trợ duyên cho sự đừng có dính mắc. Bằng cách đó là Đức Phật có dạy là hộ trì sáu căn. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đừng có nắm giữ tướng chung, đừng có nắm giữ tướng riêng. Tức là đừng có dính mắc vào trong những cái tướng như thế. Để cho những cái gì mà đặng cho những cái sự ưa thích mà không ưa thích nó sẽ không có khởi. Cho nên người nào mà tu mà chưa có chứng quả là hán, đụng gì dính nấy. Cho nên những cái gì nên đụng thì đụng, những gì nào không nên tiếp xúc thì đừng nên tiếp xúc. Nó nguy hiểm lắm, tại nó làm cho mình dính mắc. Mà hạng nhất là những cái gì mà cám dỗ nhất là cái gì, biết là cái gì không? Sắc nam và sắc nữ. Cái đó là gặp cái sự thật, gặp người đẹp là mình thích liền à. Con nít mà mặt mày trắng trẻo dễ thương là sự thật là kiềm chế dữ lắm, ăn lát nữa 5 phút sau là nựng liền. Còn không kiềm chế là phải lỡ nựng liền cái tất khắc luôn á. Phải ẩm lên một cái, phải rờ nó một cái, phải nhíu lồ má nó một cái, phải nựng nó một cái, rờ nó một cái, không rờ chứ không nói. Còn không rờ nữa được thì ít nhất cũng hả miệng rồi mà nói dễ thương quá. Dính hết ráo rồi. Cho nên tiếp xúc qua con mắt nè, tiếp xúc qua lỗ tai nè. Có nhiều người chưa bao giờ thấy ca sĩ mà nghe cái giọng đó là mê. Mê cái giọng âm thanh, dính luôn rồi. Mai mốt mà ai mà hát giống cái giọng đó mê liền, tương tự là thấy cũng thích rồi. Nó ngộ vậy. Lúc chúng con đi học ở bên Ấn Độ, ở chung phòng với cô Ấn Độ, cổ đó là người, cổ là người Orissa, cũng là một cái tiểu bang xa xa của Ấn Độ. Nó cái mặt giống như người châu Á mình vậy. Cổ dán trong phòng á, dán hình của một cái anh đó, không biết là anh nào mình cũng không biết. Dán đầy hết là hình kiểu này kiểu nọ kiểu kia. Hỏi anh này anh gì vậy? Anh ca sĩ. Ủa anh ca sĩ này bạn có quen không vậy? Nó không, nghe ông hát không thích ông. Treo đầy hình ở trong phòng á. Chỉ nghe hát thôi là thích ảnh rồi. À, sự tiếp xúc và âm thanh cũng ghê gớm lắm. Cho nên đó, khi mà tiếp xúc nó, cái xúc này hiển lộ ra là do chúng ta có cảnh. Có cảnh thì có sự tiếp xúc, không có cảnh thôi bị gì á. Sáu giác quan cùng những cái tâm này nó có sẵn rồi, chỉ còn là tiếp xúc với cảnh ngoài thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy mình à,
những cái mà chúng ta phải giới hạn, không giới hạn là dính luôn, dính luôn là nó đắm chìm trong đó không gỡ ra nổi. Nghe xem hát múa đờn kèn yến tiệc vui đông hội hè cờ bạc, trang điểm phấn son đeo bông sức dầu áo quần hàng lụa tươi tốt, ngồi nằm ghế cao giường rộng chiếu lớn chỗ, chỗ xinh đẹp, rớ tớ tiền bạc vàng của quý đồ trang sức, ăn nhiều quá ngoài giờ ăn ngọ, mấy cái đó nó làm cho mình dính hết. Bớt tiếp xúc lại, còn mấy tiếp xúc là mình mê liền à. Nghe xem ca hát là sự thật là cái gì? Là âm thanh và ánh sáng. Ánh sáng là hình sắc. Một cái sân khấu nào nó cũng trang trí rất là đẹp, hình ảnh màu sắc. Chưa kể cái người hát cũng phải là ăn mặc nghĩa là đủ đúng thời trang, đúng mốt. Rồi tới âm thanh. Cái đó là tiếp xúc với ánh sáng và âm thanh là hình sắc. Thì chúng ta sẽ bị dính vào trong cái hình sắc đó. Nó làm chướng ngại cho cái sự giải thoát. Do đó phải bớt lại mà thôi. Bớt sự tiếp xúc. Tại vì những cái tiếp xúc nó làm cho mình đắm nhiễm. Vì vậy bớt lại thôi. Nếu mà có tu thì bớt. Còn chưa muốn tu và đợi hẹn mai hẹn mốt thì cứ tiếp xúc thôi. Nếu còn ai mà muốn tu thì cứ việc bớt tiếp xúc lại thì càng tốt. Chứ còn những bài nhạc đó, sự thật là toàn là những bài nhạc tình cảm không? Yêu yêu rồi không à, chứ không có bài nhạc nào mà không yêu trong đó. Yêu rồi, hết yêu. Rồi yêu nữa. Vậy thôi, chỉ có nhiều đó. Tất cả các bản nhạc nào cũng thế. Càng khổ đau gì yêu đó, nó hát càng hay nữa, nó rên lên, nó rống lên, thấy thích lắm. Và qua sáu giác quan thì xúc nó khởi. Thì tiếp xúc với sáu trần xúc khởi. Thì cái xúc là dĩ nhiên là đầu tiên. Và sáu cái giác quan của chúng ta, mỗi một cái giác quan nó có một cái phận sự riêng, không có trùng lập. Con mắt là chỉ thấy thôi, không nghe được. Lỗ tai nghe được mà không thấy được. Nó rõ ràng như vậy. Trong sáu giác quan mà thiếu một cái giác quan nào đó là người đó thiếu một phần, chứ không có trừ cấn được. Có nhiều người nói người điếc thì nó có giác quan thứ sáu thứ bảy, người mù thì có giác quan gì đó, sự thật đâu có, không thể bù đắp được. Cái nào nó ra cái đó, thiếu một cái là ráng chịu, coi như là thiếu thiện căn phước đức. Người ta đủ căn, mình thiếu căn. Chỉ riêng ý xúc là biết tất cả thôi. Tại vì nó là cái pháp tưởng. Nhớ là cái gì? Nhớ sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nó ảnh hưởng hết. Nó là pháp trần. Nó hiện khởi ra đối tượng của ý. Nó là cảnh của ý. Cho nên khi mà tu á, mà tu về xúc á, thì làm sao là bớt tiếp xúc, là giữ giới. Trường hợp mà tiếp xúc thì phải hộ trì các căn. Và cái nguyên nhân nào mà khi mà các cái căn mà tiếp xúc nó khởi lên những cái bất thiện, thì chúng ta hãy trừ diệt cái nguyên nhân đó. Khiến cho tham, sân, u bi, ác bất thiện pháp khởi, thì chúng ta trừ diệt cái nguyên nhân đó. Và trừ diệt nguyên nhân đó bằng cách nào? Khi xúc, khi tiếp xúc là thấy, là nghe, ngửi, nếm, rờ, tưởng, hiểu biết, thì nó làm cho tham khởi hoặc sân khởi, u bi khởi. Thì làm sao chế ngự được cái nguyên nhân nào mà nó sửa khởi sinh ra tham và u? Thì chỉ có cái là né cái cảnh đó thôi. Cảnh nào làm cho chúng ta tham khởi, chúng ta né cái cảnh đó đi. Gần gũi với người giàu quá,
tiền bạc dồi dào, cái gì họ cũng có, xe hơi họ cũng có, quần áo đẹp họ cũng có, laptop xịn cũng có, điện thoại xịn cũng có, xài tiền thoải mái. Gần người đó tham khởi dữ quá rồi mình né đi, chỉ có vậy thôi. Thì nên gần những người nào mà biết tiết kiệm, biết đủ, biết sống mình giản dị, đơn giản, không tài sản, giải thoát. Gần người đó tâm mình, tâm thiện mình nó khởi lên. Còn bằng không á, tâm xấu nó sẽ khởi. Cho nên cái chọn bạn cũng rất là quan trọng trong vấn đề tu. Gần thầy, gần bạn, gần gũi với mấy người mà đang sử dụng dục lạc thế gian nhiều quá là mình cũng bị tiêm nhiễm luôn. Cho nên tu là phải xa lìa rồi, gọi là xuất gia rồi, xuất gia là phải xa lìa. Còn mình mà còn tiếp xúc coi như là quay ngược trở lại với ý nguyện ban đầu, là ý nguyện mục đích xuất gia của mình là lìa bỏ thế tục, và rốt cuộc mình quay lại thế tục hết, đi lui. Thì qua tâm sở thọ, thế có xúc thì thọ, thọ đây là nhận lãnh, cái tiếp xúc là nhận lãnh liền à. Xúc là thọ luôn, có luôn, có mặt liền tức khắc, chứ không phải nó xúc hơ rồi mới nhận lãnh, không phải. Vừa tiếp xúc là có nhận lãnh liền. Và cái thọ mạnh mẽ này nó sẽ khởi sinh ra khổ lạc, bất khổ bất lạc. Ban đầu là chỉ nhận lãnh thôi, nhưng mà lâu á thì nó sẽ khởi lên cái đó. Và lúc nào á, cái cảm thọ chúng ta cũng nằm ở trong một trong ba cái cảm thọ này, khổ lạc và gọi là trung tính, là không khổ không lạc. Một là khổ, hai là lạc, ba là trung tính. Là trung tính thì ít cứ nhận ra được, khổ lạc thì dễ nhận. Thì cái trung tính này nó là từ cái khổ mà nó chuyển qua lạc, hoặc là từ lạc chuyển qua khổ, thì giữa cái chuyển, sự chuyển đó là trung tính. Mặc dù nó chỉ có tích tắc thôi, nhưng mà nó là trung tính, khó nhận ra. Thì thọ tùy theo phương diện mà Đức Phật nói là hai thọ, ba thọ, năm thọ, sáu thọ, 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ, tùy theo ngữ cảnh. Và trước nhất là hai thọ trước. Hai thọ là khi nào mà đề cập đến thân và tâm, thì gọi là thân thọ và tâm thọ. Cái cảm thọ do thân cảm thọ và do tâm cảm thọ. Thì đối với cái tâm cảm thọ đó, thì gọi là đối với tinh thần, thì nó có ba cái trạng thái: hỷ, u và xả. Đó là tâm thọ. Còn đối với thân thì là khổ và lạc. Thọ thuộc về sân thân xác á, tuy rằng không có quan trọng về phương diện đạo đức, nhưng nó không thể xem thường, vì nó tạo điều kiện cho hành đạo đạo đức hay phi đạo đức sau đó. Cái người mà cảm giác khó chịu, giống như nhức đầu, đau bụng là dễ quạo. Chứ nhức đầu đau bụng đâu có ăn thua gì tới cái tâm đâu, mà dễ quạo. Bữa nay sao nó nghe nó cọc cằn, nó trả lời cọc lóc, thì biết là nó đang quạo, họ đang quạo rồi đó. Vì ấy chắc có cái gì đó khó chịu về thân, về tâm. Về tâm là mới gây gỗ, hoặc là mới bị người ta nói nặng,
mới vừa bị nó quan nó ức gì đó. Còn về thân á, là về vật chất là bị mất đồ, muốn mà chưa được. Thì tất cả những cái cảnh đó, cái đó đó là những cái vui buồn thuộc về tâm. Cho nên cái thân nó phải khỏe mạnh thì nó dễ tu hơn là cái thân đau yếu. Vì cái thân khổ nó đưa đến cái tâm khổ luôn. Không có, chỉ có người nào biết tu tập thôi. Rồi cái thân đau và tâm không có đau. Còn chưa có tu tập trên cái quá trình mà đang tu á, thì cái thân nó đau mà tâm nó yếu luôn. Thân đau cái mình lười biếng, tâm thân đau cái mình cái chú trọng cái đau mình không có tinh tấn được. Ví dụ như người bị đánh đau quá hung dữ lên, làm quá là tới mức nữa là hết chịu nổi, dữ lên, nói một câu còn nhịn, nói hai câu ba câu sực lại liền luôn. Nó là cái, chứ người ta nói miệng người ta, nó chửi mình cũng miệng người ta, ta nói nặng mình cũng miệng người ta, ta vu khống mình cũng miệng người ta, đâu dính dáng tới mình đâu, phải không? Ta nói mình đẹp cũng miệng người ta, ta nói mình xấu cũng miệng người ta, không dính dáng gì tới mình hết. Nhưng mà tại sao mình khổ? Giờ muốn cho hết khổ này, giờ nó dính vô rồi, giờ muốn cho hết khổ làm sao? Giờ có một cuộn băng keo đưa quý vị nè, quý vị dán cái gì? Dán miệng người ta hay dán lỗ tai mình? Hả? Đa số là đi dán miệng người ta mới ngu vậy chứ. Miệng người ta mà dối dán vậy nè, người ta quánh gãi tay luôn á. Tai sao cái lỗ tai này không dán cho nó nhẹ, nó dễ, không ai nói. Mà không bao giờ chịu dán lỗ tai mình, mà luôn luôn đi dán miệng của người khác. Vậy mà tưởng đâu mình đúng lắm. Dán miệng người ta là đúng. Tại sao lại nói như vậy? Mai mốt không được nói như vậy nha. À, tại sao mình không dặn mình? Mai mốt mày đừng nghe nữa nha, nó nói gì kệ nó. Sao không dặn mình mà toàn lại dặn ta đừng nói? Mà không, trong khi á, mình dặn mình nó dễ dặn lắm. Mai mốt đừng nghe nữa nha, nó nói gì nói đừng nghe nữa nha, nó tai thì phải nghe lời nha. Thì nó dễ nói quá đi. Mà tu như vậy rất là dễ, mà đâu có ai biết nghĩ như vậy để tu đâu. Người ta nhìn mình, người ta thấy mình cái mình giận. Ủa, ta thấy cái mắt người ta, mắt gì dính tới mình đâu. Trời ơi, tự nhiên chiều này gặp nó, cái ông đó tự nhiên gặp mình, thấy mình, nên mình giận lên. Ăn cơm mà đụng mặt rồi đó là nổi khùng lên rồi, là không ưa rồi đó. Thì gọi là mình khùng rồi chứ tự nhiên người ta có cái gì dính dáng tới mình đâu. Cho nên tất cả chúng ta chấp cái gì cũng chật, chấp cái gì là cũng là chật á. Cho nên chấp chật rồi, đã chật rồi mà chấp đúng cũng chật luôn đó. Hãy nói chấp là chật, nghĩa là mình cột trói cái tâm mình vào trong cái đúng cái sai. Cho nên Đức Phật còn nói một câu là mình nghe là mình thấy thương Phật vô cùng. Chánh pháp còn phải bỏ đi, hà hú như là phi pháp. Chánh pháp có nghĩa là gì? Là giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, hay là bát chánh đạo. Đó là những cái pháp tu chân chánh cần phải thực hành. Những cái pháp đó còn phải bỏ đi. Ví dụ như là một chiếc thuyền bè đưa người qua sông, khi ta đã lên tới bờ bên kia rồi thì sao? Giác thuyền đi theo luôn. Tại vì nhờ chiếc thuyền này cho nên là mình mới được qua sông. Vì vậy mình yêu thương chiếc thuyền, mình nhớ ơn chiếc thuyền, cho nên giác thuyền lên vai đi vòng vòng.
đúng không? Chúng ta thực hành được để đưa cái tâm mình đi đến cái sự giải thoát an tịnh và thiện lành hoàn toàn. Buông. Còn mình chấp nè, mình nó được như vậy là nhờ giới, nhờ định, nhờ tuệ mình đã tu được hết rồi, cho nên mình là người tốt. Thấy người ta chưa được như vậy mình phê bình, đánh giá, tu là như vậy mới đúng, tu như vậy là sai. Ghét người này, giận người kia, không ưa người nọ thì người ta không tu tốt gì hết. Vậy đúng không? Không ưa người này, không ưa người nọ có nghĩa là tâm sân. Sống với tâm sân như vậy là cái tâm phiền não, là tâm xấu, là cái tâm chưa tu. Mình thể hiện mình cũng chưa tu. Cho nên là khi mà một người mà đã tu tới cái mức độ mà tốt rồi đó thì không nói ai hết. Chỉ nhìn thấy tội nghiệp thôi, tại vì không chịu tu thôi. Cho nên là tâm tham tâm sân nó còn, cho nên nghĩ nó khổ nhiều. Vậy thôi. Khởi tâm xương xót thì làm sao mà chỉ cái phương pháp cho vị đó. Làm sao cho vị đó nhìn thấy được cái khổ của mình rồi tìm cách thoát ra. Đó là thương. Chứ không phải là để chỉ trích, để phê bình, để chê bai mắng nhiếc. Thì đó không phải là tâm của Bồ Tát, không phải là tâm thiện. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta phân tích đó, các cái tâm thì chúng ta thấy rõ lắm. Không có người nào mà đáng ghét cả. Khi mà tu tới cái mức độ mình hiểu biết rồi đó, thì được gọi là Bồ Tát. Chứ thật ra là mình hiểu rồi thì mình thương yêu hết tất cả mọi người. Người nào cũng đáng thương. Ai tu tốt mình cũng quý và bắt chước theo. Ai tu so không chưa tốt thì mình thương tội nghiệp và có trách nhiệm mà dìu dắt người đó. Đó là chúng ta thương. Chứ không phải người ta chửi mình câu, mình chửi là hai câu. Mà người ta chửi mình một câu là mình đã khởi thương rồi. Tội nghiệp người đó quá. Một câu nói nặng có nghĩa là nó kèm với tâm sân. Kèm với cái tâm sở sân á, thì sân á, nó gồm có sân tật sai hối. Nó đi theo bốn cái tâm đó, bốn cái tâm xấu đó. Cho nên cái người mà mang tâm sân nó rất là khổ, phiền não nhiều lắm. Mình không có sân cho nên mình không có phiền não, vì vậy mình được hạnh phúc, mình được an lạc, thì mình sung sướng. Sung sướng thì chia sẻ cái nỗi khổ của người khác là tâm bi. Thấy người khác khổ mình chịu không nổi, mình muốn chia sẻ là cứu khổ cho họ. Thì như vậy tâm từ bi của mình nó mới khởi được. Và như vậy được gọi là hạnh Bồ Tát. Bồ Tát là từ cái chữ Bodhisattva. Bodhi là giác ngộ, Sattva là chúng sinh. Bodhisattva có nghĩa là một chúng sinh trên con đường giác ngộ, hoặc là chúng sinh đã giác ngộ. Chúng ta cũng là một vị Bồ Tát đang đi trên con đường giác ngộ, đang tiến thẳng đến giác ngộ. Thì chúng ta đã nhận rõ được những cái gì cần thấy, cần biết. Thương yêu hết tất cả chúng sinh. Cho nên nó thương những người dễ thương là dễ rồi, nhưng mà vẫn thương được người khó thương. Chứ đây vẫn thương, thương được như thường, nếu chúng ta hiểu được. Cho nên gọi là từ bi. Từ bi phải có trí tuệ, từ bi nó mới thật sự là trọn vẹn là từ bi. Không có trí tuệ thì không thấy từ bi được. Cho nên đừng nói là thôi làm gì làm nha, đừng có tự bi mà thiếu trí tuệ nha. Nói câu đó bị chọc rồi. Tại vì không có trí tuệ thì không thể có từ bi. Từ bi là lòng thương vô điều kiện. Thương yêu người không cần phải người biết hay là không biết, nhưng mà lòng mình thương thật sự. Muốn cho người đó được sự an vui là lòng từ. Muốn cho người đó hết khổ là lòng bi. Ban vui cứu khổ là từ bi.
Mà người nào có cái tâm là muốn ban vui cứu khổ là người đó đi theo, đang đi trên con đường của Phật đi, nghĩa là con đường của bi trí. Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, và chúng ta phải đi con đường như vậy. Trong cái hành động của chúng ta hàng ngày đều chứa đựng từ bi và trí tuệ. Hãy hiểu rõ trí tuệ là gì nữa thì chúng ta mới có thể từ bi phát khởi. Trí tuệ là gì? Chúng ta thuộc năm lòng rồi. Trí tuệ là biết được thật tướng của các pháp vô thường, khổ và vô ngã. Giờ chưa thực hành được, ít nhất là cái trí văn, trí tư, trí tu á. Chúng ta chưa có trí tu thì ít nhất cũng có trí văn, trí tư rồi. Ý nhà cũng hiểu rồi, cái nào là vô thường, vô ngã, khổ. Cũng biết được cũng mớ rồi, chỉ có chưa thực hành được thôi. Giống như người ta chửi mình à, nếu mà không có từ bi trí tuệ nhịn không nổi đâu. Hạn nhất là vu khống nó còn khó nhịn dữ nữa. Vu khống có nghĩa là mất mặt mình. Mặt mình đây là bị mất rồi. Thì khổ vô cùng. Gọi là danh dự, gọi là tự ngã, gọi là ngã ái. Tự ái, tự ái khởi lên. Tự ái có nghĩa là thương mình chứ gì đâu. Thương mình gọi là chấp ngã. Có mặt mình ở đây mà mình tưởng là mất mặt rồi thì mình khổ. Si nó khởi. Chửi mình mà mình nghĩ vô thường, khổ, vô ngã là mình không có giận được. Thứ nhất là âm thanh là vô thường, quá vô thường. Âm thanh là quá vô thường. Nói ra cái ngậm miệng là mất lại liệt tập tức. Nãy giờ quý vị học cũng là 4 tiết không? Gần 4 tiết rồi. Nãy giờ nói cái gì mà rem một cái là mọi thứ nãy giờ nói mất hết. Không còn gì hết á. Còn gì nhớ đây nè. Nhớ cái gì gì á, mình muốn nhớ là nó nhớ, còn muốn nhớ nó không nhớ. Nãy giờ mình chẳng học gì trơn, mình lo việc học khác, cho nên nãy giờ nói là không nghe được gì hết. Xong. Nó không có gì trong đầu. Còn có lắng nghe nữa, nghe những cái ý nào mình thích thì mình nhớ dai, còn cái nào không thích không nhớ. Âm thanh nào nó quá vô thường. Cái gì cần cho mình nhớ nó không thèm nhớ. Cái gì mà không cần nhớ thì nó nhớ dai vô cùng. Nhớ là đến đổi mà sống để dạ chết mang theo nữa chứ. Ngu đến đổi như thế mà người ta chữ ngu thì giận á. Mình hiểu vô thường là mình bỏ được hết cái gì. Vô thường là khi nào mà vô thường mà có sự tu tập đó, có nghĩa là có thiền định đó, thì sẽ thấu rõ được vô thường, thấu rõ được khổ, thấu được vô ngã trong cái quán tứ niệm xứ. Nó quan trọng lắm. Thì sở dĩ cái người đó hiền lành từ bi là người ta hiểu rõ cái điều đó, nên dầu có chửi người ta cũng vẫn không giận, mà vẫn thương mình bình thường, đối xử với mình bình thường, vẫn tử tế với mình bình thường. Thì đây cái đó là người đó có tu rồi đó. Còn là ai đối xử mình xấu thì đối xử xấu lại, ai chửi mình chửi lại, ai ghét mình ghét lại, ai giận mình giận lại, ai không ưa mình thì tôi cũng chẳng ưa lại. Vậy chứ gì cho khổ không? Ta ghét mình ta đã khổ rồi, mình ghét lại mình cũng khổ luôn. Hai người cùng khổ với nhau. Không ai ghét ai mà hạnh phúc hết trơn. Người bị ghét cũng hạnh phúc, cũng không hạnh phúc. Mà người ghét người khác cũng không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên tham sân và si là tự làm khổ lấy mình. Mình tự làm khổ lấy mình không à. Mình xét cái này ra khổ là do đâu? Là do tham sân si nói đại khái đi. Tham sân si nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Nằm ở trong tâm của mọi người.
Giờ muốn hết khổ làm sao? Hết khổ là đừng có tham sân si nữa. Mà tham sân si nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tâm. Người khác móc tham sân si ra được không? Người khác vuốt ve tham sân si của mình được không? Người khác chuyển đổi cái tham sân si của mình được không? Chỉ có mình thôi. Cho nên chúng ta làm bất cứ gì cảnh ngoài bên ngoài mà không có sự trợ duyên á, để cho chúng ta gột rửa tham sân si á, là chúng ta phung phí thời gian của mình thôi. Vì tu là để giải thoát, tu là để được hết khổ. Và khi mà mình hết khổ thì gọi là hạnh phúc, gọi là niết bàn. Thì như vậy một người mà không có khổ, một người có hạnh phúc thì mới có khả năng làm cho người khác hạnh phúc. Còn mình khổ cho một đống ở đây, làm sao mà người khác hạnh phúc được? Nên khi nào mình thoát khổ được, mình mới làm hạnh phúc cho người khác, thì có khả năng để đem đạo cứu đời. Còn bằng không thì thiếu kinh nghiệm truyền bá con đường đạo đức, con đường tu tập. Cho nên nếu mà chúng ta học á, thì chúng ta hãy học thẳng lời dạy của Đức Phật. Tất cả những ý tứ của bản thân mình, nếu chưa có chứng quả giải thoát nữa là chứng quả là hán, thì những cái gì nói ra, suy nghĩ, nhận thức, đánh giá, phê bình đều là trong cái tâm phàm phu chúng sinh, không giải thoát được. Ví dụ như mình đến với một người, mình than rằng tôi không có đụng chạm tới ai mà cái người đó nói xấu tôi, không ưa tôi, trù dập tôi khổ quá, tôi bị cô lập. Thì đối với người mà không có tu á thì dễ. Vậy hả? Tự nhiên ghét mình vậy? Làm tới đi chứ. Tự nhiên ghét, nói gì, nói xấu gì, nói xấu chuyện A, chuyện B, chuyện C, làm cho ra lẽ, lôi cái đầu nó lại. Lợi nó coi nó nói cái gì. Nó nói mà không đúng là giả tét mồm nó luôn, làm cho ra lẽ, làm cho nó bể mặt, nó bỏ cái tật của nó. Nó nghe còn đúng ghê luôn. Thì giờ mình có làm ra lẽ nữa là nó có huề được không? Bộ người ta ghét mình là mình khó chịu rồi đó. Giờ mình ghét lại người ta, người ta thương mình lắm à. Đừng nói cái mặt ông nó thì ghét nhất á. Sự thật ra mặt mình có dễ ưa đối với người ta đâu. Mình ghét ai thì người đó cũng ghét lại mình chứ. Tự nhiên bộ mặt mình dễ thương lắm à. Mình nói câu đó là mình hết dễ thương rồi. Mặt thấy không ưa rồi thì mình có ai ưa mình đâu. Còn nếu mà người có tu thì dễ nói nghe giải thoát. Kệ người ta nói, mình kệ, nhịn chút đi, có sao đâu. Nói hết cái gì, tối ngủ không chừng nó quên, mình nhớ hoài, mình khổ mình. Thôi bỏ qua đi, mai nó quên rồi mình cũng quên, mong cho mình quên. Chứ người ta nói sáng tôi ngủ tôi quên hết trơn. Còn mình ngu quá, mình khôn lắm, mình nhớ, mình quay phim ở trong cái đầu, mình quay vòng trong đây để đó, lưu giữ rồi đó. Tháng sau môi ra nói, gặp mặt rồi nói. Gặp mặt, tháng gì rồi nó nói xấu tôi. Sang năm ngoái nó nói xấu tôi. 10 năm sau, đó cái bản mặt nó không ưa nổi. Cách đây 10 năm nó nói xấu tôi giữa bá quan nhân võ. 20 năm sau nó lên làm ni trưởng, trưởng ni bộ Phật giáo Việt Nam, không bầu.
ghê như vậy đó. Còn có lên làm đi nữa, tại vì đa số thắng thiểu số, cho nên không ủng hộ. Bà nói gì kệ bà, không nghe gì hết. Cái gì thấy ghê không? Cho nên chỉ có hiểu thì nó mới buông ra được, thì nó nhẹ như tợ như lông hồng. Còn nếu mà không buông ra được, nó nặng như núi Tu Di, chứ không phải đơn giản. Cho nên vì vậy mà khi mà mình tiếp xúc với cái người mà có tu tập thì mình an lạc lắm. Mình sẽ không có quan trái, không có thù hận. Còn đối với một cái người mà không có tu tập thì mình kết quan trái với người đó lúc nào mình cũng không biết. Tại vì cái vô tình cố ý gì nó cũng có hết á. Mình đâu có hiểu, mình đâu có biết đâu. Nhiều khi cái mà mình không có cố ý gì cả mà họ nói mình á, là mình làm gì họ đó, cho nên họ giận rồi để đó, nói ra thì sợ mất lòng, ôm hận để đó. Quan trái kéo dài dài luôn. Vì vậy á mà mình có tu nó dễ, thì làm việc cũng vậy. Nếu mà quý vị đóng cửa chùa, đóng cửa phòng là tu thì không đụng chạm tới ai, thì không ai khen tốt, khen xấu gì, chê xấu gì hết. Nhưng mà khi ra mà làm việc rồi, dĩ nhiên cái người mà hy sinh làm việc là cái người đã hy sinh rất là nhiều rồi đó, công quả mà, thì sẽ bị mang tiếng là tốt hoặc xấu. Nếu mà không có tâm tu đó là phiền não ghê gớm. Nếu có tâm tu thì những cái đó nó không sao. Những cái xấu tốt gì nó khen chê gì nó không mang thua vấn đề. Chủ yếu mình làm được cái phước lành cho bản thân. Nhưng mà làm cái gì cũng đừng có quên tu. Vì tu nó lợi lạc cho bản thân mình. Và cái đó là cái của mình. Và cái đó là cái niềm an lạc và hạnh phúc của riêng bản thân mình. Và nói chung ra, dầu cho các cảm thọ thuộc về thân hay là tâm, thì nói chung ra là khổ lạc và bất khổ bất lạc. Và có những cái khổ tinh thần hay vật chất, có những cái khổ nên thân cận mà không nên thân cận, có những cái buồn phiền nên thân cận mà không nên thân cận. Thì ở trong kinh Đức Phật thường hay nói, có những cái loại lạc nên thân cận mà không nên thân cận, có những nỗi ưu phiền nên thân cận mà không nên thân cận. Lạc mà lạc về thuộc về dục lạc á, thì không nên thân cận vì nó là đắm nhiễm. Ta khen mình quá, mình mát cái lỗ tai quá, mình sung sướng vô cùng. Nếu mà khởi lên sự phấn khích như vậy á, thì khi chê á, khổ đau còn hơn là người bị chê thường xuyên. Bị chê thường xuyên quen, chê thêm nữa cũng không sao. Còn cái người mà được khen liên tục nữa mà nghe chê chừng chút xíu nhỏ xíu chịu không nổi. Mà khen chê nó không ăn thua gì á, mà mình luôn luôn là bị vào cái tiếng chê và tiếng khen. Còn lạc á, mà lạc về thiền á, lạc của sự xả bỏ, ta chửi không nhịn được, ta có ghét mình cũng không ghét lại, mình vẫn thương, thì đó là cái lạc. Lạc nó nên gần gũi, làm được một việc tốt cảm thấy vui, lạc nó nên gần gũi. Còn cái lạc mà chửi người ta được, người ta chửi mình một câu, chửi được hai câu, cái nó nín luôn, nó nghẹt họng, nó nín luôn, cái mình mừng, mình sung sướng, thì cái đó không nên. Tại vì người ta thấy mình dữ quá, người ta sợ, người ta nín luôn, thì cái đó là mình sung sướng, thì cái đó là không nên.
Cái lạc đó là lạc mà nó đưa đến khổ mình khổ người, mà nó liên hệ đến tham sân và si thì không nên. Còn cái lạc mà làm những điều tốt, điều thiện, hay là lạc ở trong thiền thì nên nắm giữ và tiếp tục phát triển. Còn khổ cũng vậy, có những cái khổ nên gần gũi và cái khổ nên không nên gần gũi. Và khổ về thân và khổ về tâm. Ví dụ như nhịn ăn chiều chẳng hạn. Theo luật Phật đó là thực sự ra người tăng ni mình là không nên ăn chiều. Đó là luật luôn rồi, phải không? Cái gì cũng có cái luật đó, cái giới đó. Giới là không nên ăn quá ngọ. Từ ngọ hôm nay cho đến ngọ ngày mai. Nhưng mà mình nhịn chịu nổi. Mình nhịn quá, đói quá, khổ quá. Mà mình ráng giữ, tại vì giới đó là mình phải giữ. Dù mà ngày thường không giữ được thôi, 3 tháng 2 là ráng giữ. Đói quá, khổ quá, ráng chịu cho tới ngày mai. Khổ nó nên thân cận. Khổ giữ giới nên thân cận. Nó chửi mình, phỉ báng mình, nói mạ lị mình. Mình muốn chửi lại quá, mình nhịn. Khổ vô cùng nhịn mà nó bức rất khó chịu, tối ngủ không được, mai sáng ăn không ngon luôn. Nhưng mà ráng chịu. Khổ đó nên thân cận. Có những cái khổ cũng nên thân cận chứ. Còn có những cái khổ không nên thân cận, có nghĩa là ép sát. Tự nhiên cái thân này nó vốn khổ rồi. Ngày cho ăn cử không chịu, nhịn luôn, tiệt thực. Cho nó sướng hơn, cho tốt hơn, thành thánh, thành thần gì không biết. Nhưng mà tuyệt thực là mình nghĩ rằng mình ngon lắm rồi. Phật cho ngài ăn cử mình bỏ luôn. Tôi là hơn Phật luôn đó. Làm nữa là nổi, chơi nổi lên nghĩa là tuyệt thực luôn. Sáng không ăn gì hết, trưa không ăn gì, chiều không ăn gì hết. Uống sữa với nước cam rồi, uống nước này nước kia, ngồi quá cha là ăn. Cơm có sẵn đâu có nhiêu tiền đâu, uống sữa nó hao tiền còn hơn. Có nhiều vị nhịn cái này ăn kia cũng như không. Còn mới là không ăn gì hết. Thì đó là tự làm khổ lấy mình, chứ khổ nó không nên. Vì nhịn ăn nó đâu có liên hệ sự giải thoát đâu. Chủ yếu là mình ăn để nuôi dưỡng cái thân. Cho cái thân nó khỏe mạnh, nó đi đứng lại được. Chứ nhịn đói quá nữa, nó rủ rượi nằm liệt một chỗ, đâu có làm gì được đó. Nên buộc lòng là phải giữ cái thân, cách cho nó sinh hoạt hoạt động. Nên vừa phải đối với nó. Vì cái khổ đó là không nên thân cận. Khổ nó không nên liên hệ, không nên nắm giữ. Còn cái ưu phiền nữa. Cái ưu phiền á là những cái ưu phiền này nên thân cận. Bữa nay mình suy nghĩ mình á muốn ngồi thiền mà hết chuyện này tới chuyện kia, bài học nhiều quá mình ngồi thiền không được, nên buồn quá, hẹn ngày mai tiếp tục ngồi tinh tấn hơn. Cũng hơi buồn tiếc bữa nay một ngày qua mình không tu được cái gì. Nó ưu phiền khởi. Ưu phiền nó nên thân cận. Mình nghĩ mình tu nay 10 năm, 2, 30 năm mà không thấy được chứng được cái gì hết á. Quyết định phải chứng cái gì mới được. Quyết chí tu, quyết chí ngồi thiền, quyết chí giữ giới. Ưu phiền khởi. Cái đó ưu phiền nó nên thân cận. Ưu phiền, những cái ưu phiền không nên thân cận. Có nghĩa là người ta chửi mình chưa chửi lại. Khổ vô cùng. Tối nay suy nghĩ câu nào nặng nhất. Câu nào mà nói xé lòng của họ. Suy nghĩ đêm mai đụng là nói liền tức khắc. Nó càng khổ càng tốt. Mai không có cơ hội để nói. Khó chịu vô cùng. Mắt đảo lìa coi nó đang ở đâu. Tìm cơ hội để gặp mặt nó mà sổ cho một tăng cho nó. Cũng chưa được gặp, trưa nay ăn cơm không vô nổi. Ưu phiền nó không nên thân cận, tất nhiên không nên nắm giữ. Nhưng mà mình có làm được không?
không? Ngu vậy á, tiếng là vô minh đó. Vô minh nó dày đặc chung quanh mình, nếu mà không tu á là vô minh á, nó che khắp cơ thể của mình, khắp tâm tâm vương tâm sở, cái gì nó cũng là che mình, không cho mình thấy được. Mà tưởng đâu mình đúng không, tưởng đâu mình phải không, mà mình không bao giờ có an lạc cả. Cho nên u thì quý vị học cái tâm vương á, khi mà tâm sân á khởi lên thì nó câu hữu với u, tương ưng với u, câu hữu với hận, cần nhắc bảo và không cần nhắc bảo, đó là hai tâm sân vương, tâm vương sân. Nhưng mà có những cái thọ u nó không phải là bất thiện, nó không hẳn là tất cả u là bất thiện. Nhưng mà khi mà ai mà sân á thì luôn luôn có ưu phiền, mà ưu phiền chưa chắc gì là người có tâm sân. Nên nhớ như vậy. Nên cho nên trong thiền á, trong thiền thứ ba đó, diệt khổ u đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ ba. Cái u này là cái u là khi mà mình còn những cái tâm dao động như tâm từ tứ hỷ lạc, nó làm cho mình còn dao động, thì mình muốn diệt trừ nó để vượt lên cái thiền thứ ba thứ tư, thì cái ưu đó nên loại trừ luôn. Mặc dầu là cái ưu đó là ưu tốt, nhưng mà ưu đó là ưu thiền, mà ưu trong thiền nó là một thiền chi luôn. Nhưng mà đạt được nhất tâm thì cũng phải diệt trừ cái ưu đó. Cho nên là đạt được cái tứ thiền, thiền thứ tư là hoàn toàn hỷ lạc gì không còn mặt có mặt nữa. Nên Đức Phật cũng là vì cái ưu này mà Đức Phật đi tu, thấy cái sự khổ của sanh già đau chết, cái sự khổ của những cái cô mỹ nữ nằm la liệt sau những cái bản nhạc, bản hát, mua ca múa hát, họ nằm la liệt, ngài thấy chán nản, nhàm chán, muốn thoát khỏi. Thì cái tâm nhàm chán đó là tâm ưu. Tâm ưu nó đốc thúc cho mình làm những việc tốt hơn, thì cái tâm ưu đó thì đó là cái tâm thiện. Và cái thọ này á là cái thọ nhận lãnh quả ác và quả hay là thiện. Cái nào mà ác á thì làm cho mình á rất là khổ, và cái gì mà thiện á, kết quả thiện thì làm cho cái tâm an lạc. Cho nên á, cái khổ hay là cái an lạc, cái hạnh phúc là do thọ. Cuộc đời này chúng ta có khổ hay là có vui gì do thọ hết. Cho nên á, lãnh cái quả thiện ác do nghiệp á, thì á, chúng ta sẽ nhờ cảm thọ sẽ nhận lãnh quả khổ hay là vui. Chứ không có người nào mà tự nhận lấy cái quả khổ quả vui. Cho nên nó gọi là được là lý vô ngã của Phật giáo là như vậy á. Chúng ta không có cái ngã. Cho nên nói là diệt trừ ngã là nó sự thật ra. Tại vì chúng ta dựng lên cái ngã rồi chúng ta đánh đổ cái ngã thôi. Chứ sự thật cái ngã không có. Chỉ là tứ đại tạo thành đất nước lửa gió. Tôi đi. Phải tôi đi không? Tứ đại đi, đất nước lửa gió, nguyên cái khối thân này là đất nước lửa gió. Nếu mà chúng ta nói là chấp là tôi đi á, thì chúng ta chấp vào cái ngã thì chúng ta sẽ bị khổ, vướng mắc vào cái ngã, nên không buông được cái gì á. Buông cái ngã ra. Cho nên nó tu á, là muốn giải thoát là phải buông cái ngã. Mà nói buông với sự thật cũng không có ngã để buông, nhưng mà tại vì chúng ta dựng cái ngã giống như dựng cái hình nộm lên rồi chặt bỏ cái hình nộm xuống thôi. Cái ngã vốn không có. Nhưng mà tại chúng ta dựng lên rồi chúng ta phải đốn xuống mà thôi.
Sự thật về cái thân này chưa ai thấy được. Chỉ thấy được nó là thân, cha mẹ sinh ra là có một cái thân. Mà kỳ sau tiếp nha. Chúng ta chỉ có 4 buổi học như vậy. Chỉ còn có 1 tháng nữa gì thi rồi. Mới gì thi xong học 1 tháng thì tiếp. Hết. Hết học kỳ luôn. Học đây sướng vậy. Có 3 tháng à. Có 2 tháng rưỡi rồi. Còn nửa tháng là 1 tuần, 2 tuần để đi thi rồi. Vậy chúng ta có 4 buổi học. Thì chúng con sẽ phụ trách luôn 4 buổi để xin mà. Rồi thượng tọa Vũ Chánh dạy hết chưa? Dạ hết không? Hết Tam Phương chưa? Hả? Hả? Mới có 12 bất thiện tâm hả? 12 bất thiện tâm. Rồi 18 vô nhân tâm. Học chưa? 24 tịnh văn tâm học chưa? Rồi 15 tâm sắc giới. 12 tâm vô sắc giới học chưa? 40 tâm siêu thế học chưa? Chưa luôn. Học chưa? Sơ sơ chưa? Chưa luôn. Sơ sơ hết rồi. Giờ thôi chắc 52 tâm sở này dầu cho 4 buổi học nó cũng sơ sơ luôn. Học sơ sơ thì thi sơ sơ. Được chưa? Còn học kỹ thì thi kỹ. Học ít thì thi ít. Học nhiều thì thi nhiều. Không học thì khỏi kỳ. Thôi chúng ta nghỉ nha. Tất cả nói gì bỏ qua hết nha.